xem có lời nhắn gì, có lời nhắn gì trong tuần này hay không dành cho các bạn đang ở đây. Spirit, chúng ta chuyển sang công việc đi. Có lời nhắn nào liên quan đến công việc dành cho các bạn đang ở đây. Chứng khoán á, có lời nhắn nào trong công việc dành cho các bạn đang ở đây? Và khi mình nói đến chứng khoán, chúng ta có Nine of Swords ngược, nên mình cảm giác là mình thấy là đừng 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 đi vội, đừng vào vội. À, mình không 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 chuyên về những cái ngành này nhé, mình không biết đâu đấy. Mình có cảm mình không biết những cái từ chuyên ngành ấy, nhưng mình cảm giác là đừng vào vội. Nó như giống như kiểu thông tin chưa đủ ấy, hoặc là thông tin chưa đủ, hoặc là đang có quá nhiều thông tin và không biết cái thông tin đấy là đúng hay là sai, không biết có bị quá tải của nó hay không. Nên ngay bây giờ vào ngay thì nó sẽ bị không chuẩn hoặc là không nghe đúng trực giác kiểu thế. Nine of Swords cũng là cái việc mà nó rất là vội vàng nữa, đặc biệt nó lại còn ngược nữa, thì tức là cảm giác nếu như mà vội bây giờ thì sẽ không nên ấy, khi mà mình đang chưa có đủ thông tin hoặc là mình bị overwhelm với cả cái đống thông tin mà nó quá tải. Vì thực ra mình cũng nhìn thấy mấy cái mũi tên xanh xanh đỏ đỏ, vì mình biết những cái đấy là nó liên quan đến chứng khoán rồi. Chúng ta có Three of Cups, nhưng với cái lá bài này mình có cảm giác là bạn bè cũng không nên tin, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là cộng đồng cũng thế, hoặc là rất có thể một cái cộng đồng nào đấy người ta nói cái đấy nhưng mà chưa chắc đã chuẩn đâu ấy, vì số đông không phải lúc nào cũng đúng mà. Đấy, số đông không phải lúc nào cũng đúng, hoặc rất có thể không riêng chứng khoán mà công việc nói chung thôi, không phải lúc nào số đông cũng đúng, nên mình cảm thấy là đừng đi theo số đông trong tuần này á, đặc biệt trong công việc. Tại vì vì mình nghe thấy là tất cả mọi người đi cùng với nhau là tại vì có cái sự quen thuộc. Thế nhưng nếu như bạn có cảm giác là đi theo số đông không đúng thì có vẻ như là đừng á. Lời nhắn liên quan đến công việc dành cho các bạn đang ở đây. Vì thực ra là chúng ta có thể đi ngược lại số đông tùy từng lúc mà. Kinh. Và mình còn có cảm giác là kể cả những cái người mà bạn nghĩ là họ rất là lão luyện trong cái vấn đề đấy thì thực ra là họ cũng không giỏi đến thế đâu. Hoặc là bạn bắt đầu có cái xu hướng vượt qua họ rồi á, hoặc là bạn nhìn ra được những cái thứ mà họ đang nhìn không ra. Vì mình cảm giác là trong công việc các bạn có được một cái, có lẽ tuần này các bạn sẽ có một cái ý tưởng nào đấy, hoặc là thực ra không phải ý tưởng, nó là cái sự review lại á, cái một cái gì đấy trước đấy các bạn đã từng gặp phải và bây giờ các bạn review lại cái thứ đấy và các bạn hiểu là à, hóa ra nó là như thế. Bảo sao từ trước đến giờ mình cứ không hiểu, hoặc bảo sao từ trước đến giờ mình cứ lặp lại cái thứ này mãi chẳng hạn, hoặc là bảo sao từ trước đến giờ cứ lấn cấn với cả cái người này mãi, về cái vấn đề này mãi, hóa ra nó là như thế. Vì mình cảm giác cái người này có rất nhiều người đi theo, và có lẽ trước trước đấy bạn vẫn đi theo ấy, bạn cũng đi theo người ta nhưng bạn luôn lấn cấn chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ bạn đã hiểu được tại sao bạn lấn cấn cái thứ đấy rồi. Mình không nói là bạn vượt họ, thế nhưng phần nào bạn nhìn ra những cái thứ mà người này cũng đang gặp vấn đề. Vì thực ra bản chất tất cả mọi người chỉ là con người thôi nhé, kể cả là một người bạn có cảm giác là họ nổi trội hoặc là họ giỏi đến như thế nào thì thực ra là họ vẫn có những cái mặt tiềm thức của họ mà họ không biết. Thì mình nghe thấy là người này có những cái vấn đề mà bản thân người ta cũng không biết. Thế nhưng những cái người mà đi theo họ hoặc là lắng nghe họ, họ cũng gặp cái vấn đề chung đấy nên họ không nhìn ra được. Nhưng bạn ở tuần này có lẽ là bạn đã nhìn ra được cái vấn đề của người này đấy. Có gì cần để ý trong công việc không? Hãy để ý xem là có một ai đấy mà bạn luôn theo dõi, hoặc là một ai đấy mà rất có tiếng nói chẳng hạn. Nếu như bạn có cảm giác là cái tiếng nói của họ có vấn đề hoặc bạn nhìn ra lỗi lầm ở trong đấy thì thực ra là bạn đúng đấy. Vì mình cảm giác nếu như không phải là trong công ty hay trong công việc, nếu như các bạn làm việc tự do thì rất có thể là một người bạn luôn theo dõi ở trên mạng chẳng hạn. Vì có cái xu hướng, mình cũng nghe thấy là có một vài người họ là người của công chúng khá là nhiều đấy, nhưng không phải là làm việc trong showbiz đâu,
mà giống như kiểu làm về kinh tế nhiều hơn á, hoặc là những cái người có tiếng nói trong những cái thứ liên quan đến công việc nhiều hơn. Đấy, thì thực ra là đôi khi mình không nói là họ không biết mình đang nói cái gì. Thế nhưng họ cũng đang có những cái phần bị lập trình, và tuần này rất có thể là họ sẽ chạy theo cái xu hướng bị lập trình đấy chẳng hạn. Đấy, thì đôi khi là đừng quyết định theo số đông, đấy là cái mà mình thấy rõ nhất. Bất kỳ lời nhắn nào liên quan đến công việc, liên quan đến sự nghiệp dành cho các bạn trong tuần này hay không? Dành cho các bạn trong tuần này, chúng ta có four of wands. Four of wands là mình có cảm giác là nên ở trong nhà nhiều hơn, không hiểu tại sao nên ở trong nhà. Một cái tuần mà giống như kiểu retreat lại á. Đấy, retreat lại, giống như các bạn đã làm việc rất là nhiều trước đấy rồi, bây giờ các bạn có thể ở yên trong nhà, các bạn làm một cái gì đấy celebrate vui vẻ, vì mình có cái cảm giác là đừng có động tĩnh nào. Chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian là chúng ta làm rất là nhiều, và chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian mà chúng ta giống như kiểu nghỉ ngơi ấy. Đấy, các bạn không hẳn là nghỉ ngơi, nhưng nó là hãy để yên cho mọi thứ nó unfold dần dần đó, chứ không phải là cái lúc lao ra để chiến đấu đâu. Tuần này không phải là cái tuần mình thấy thích đi chiến đấu, mình thấy là cái tuần mà các bạn củng cố lại cái pháo đài mình đang có. Không cần phải củng cố, mà là cái pháo đài đang có, hãy ngồi trong đấy vui vẻ với nó và ăn uống với nó, không cần phải củng cố vì nó đã chắc rồi. Đấy là cái mà mình thấy. Vì tất nhiên là chúng ta luôn luôn có cái cảm giác là lúc nào cũng phải làm nhiều thêm á, thế nhưng tuần này không phải là cái tuần phải làm việc. Và kể cả là tất cả mọi người đang làm việc hoặc tất cả mọi người đang sồn sồn lên, thì hãy bình tĩnh, hãy tìm về với cả cái thế giới của riêng mình, là cái cảm giác mà mình thấy. Mình còn nghe thấy là nếu như mà có một ai đấy rất là thân với bạn á, thì rất có thể người đấy cũng sẽ có cùng một quan điểm với bạn liên quan đến những cái thứ mà nó xã hội hoặc là nó công việc hơn. Thì nếu như mà các bạn thật sự làm việc trong một cái công ty, thì rất có thể sẽ có một người mà kiểu rất là thân, đồng nghiệp với bạn, sẽ có chung quan điểm với bạn chẳng hạn. Thì rất có thể đấy sẽ là cái tín hiệu, cái tín hiệu cho bạn biết là nếu như mà có một người nào đấy làm việc cùng với bạn, cùng ngành, cùng công ty, mà tự nhiên lại nói chung một cái quan điểm, hoặc là nói chung một cái việc tự hỏi liên quan đến một người nào đấy công chúng, và cái người mình vừa tả ấy bảo là họ sẽ làm sai, hoặc là họ sẽ nói một cái gì đấy không chuẩn ấy, thì tức là dấu hiệu cho bạn là nhớ đến cái trải bài này. Đấy, tức là đừng đi theo số đông, đấy là cái mà mình thấy. Và quay trở lại về cái việc là đừng nói dối ấy. Những cái lời nói dối mà nghĩ là không ảnh hưởng đến ai nhưng thực ra có ấy. Thực ra rất có thể cái lời nói dối này nó sẽ đến từ một cái người nào đấy mà họ ở cái vị trí cao hơn chẳng hạn. Họ nghĩ là họ nói cái này sẽ không ai biết, thế nhưng thực ra vẫn có người biết đấy. Chúng ta không thể nào quay qua mặt được người khác mà. Đấy, nó quay trở lại với cái việc là chúng ta không thể nào qua mặt được người khác, và chúng ta không nên có những cái lời nói dối, kể cả là chúng ta nghĩ là tốt cho người khác. Người ta xứng đáng được nghe sự thật, kể cả là cái sự thật đấy nó như thế nào á. Còn lời nhắn cuối cùng nào trong công việc dành cho các bạn trong tuần tới không? Có lời nhắn nào trong công việc dành cho các bạn trong tuần tới không? Ui, mình nghe thấy cái từ slow down rất là nhiều nhé, không chỉ riêng, nhưng mà chắc là nói chung thôi, slow down. Không cần phải làm nhiều quá, không cần phải cố quá. Đấy, vì thực ra bạn đã làm rất là tốt rồi á. Thực ra mình nhìn thấy hình ảnh cái xe đang đi xong rồi nó chậm lại ấy. Cái hình ảnh mà hay ở trong phim ấy, mình không biết nên tả như thế nào. Khi mà bạn đang đi rất là nhanh, thế là bạn phanh két lại một cái thì cái xe nó sẽ bị quay đúng không? Đấy, mình hy vọng các bạn hiểu, khi bạn đang đi rất là nhanh, đấy bạn phanh két cái xe sẽ bị quay. Thì rất có thể tuần này các bạn sẽ có một cái hoàn cảnh hoặc là có một cái tình huống nào tự nhiên bạn phanh két lại một phát. Đấy, và cái việc bạn phanh két lại nó sẽ khiến cho bạn bị quay về đằng sau một tí hoặc là quay sang ngang một tí. Thì chính cái việc tự nhiên bạn quay về đằng sau một tí, nó là một cái dạng tự nhiên bạn nhìn lại những cái thứ đã qua và thấy là bạn review lại được là à hóa ra nó là thế. Còn nếu như bạn chỉ có đâm thẳng, chỉ có đi thẳng thôi, thì sẽ rất khó để bạn có thể nhìn lại đằng sau mình xem nó có cái gì đúng không? Nhưng chính cái việc tự nhiên bạn phanh lại một phát, nó chính là cái khoảnh khắc để bạn có thể nhìn lại đằng sau. Nên nó sẽ là ẩn dụ cái việc là cái thứ mà bạn đang làm hoặc bạn đang theo đuổi ấy, thì chính cái việc bạn phanh lại một tí, tự nhiên bạn sẽ có thời gian hoặc là bạn sẽ có một cái hoàn cảnh, bạn sẽ để ra không gian để bạn có thể review hoặc là để bạn có thể hiểu được những cái thứ mà bạn đã trải qua. Vì thực ra là không có gì là đi thẳng mãi, phải có lúc phanh lại mà.
Đấy, thì đấy là lý do mà nhìn thấy cái hình ảnh đấy. Hoặc có một vài bạn, các bạn thật sự làm những cái công việc liên quan đến đi lại thật nhá. Ví dụ như bạn phải đi lại chẳng hạn, bạn phải lái xe chẳng hạn, thì có lẽ cũng là cái dấu hiệu cho các bạn là tuần này các bạn sẽ nghỉ ngơi á, hoặc đi chậm lại á. Đi chậm lại cũng là cái mà mình thấy. Còn lời nhắn cuối cùng nào dành cho công việc? Dành cho công việc. Not yet, mình nghe từ not yet, tức là chưa đến lúc. Chưa đến lúc. Chưa đủ thông tin để làm tiếp cái đấy. Chưa đủ thông tin để đi tiếp. Nhưng mà cũng không thể nào lấy được thông tin từ bên ngoài. Người ngoài sẽ không không biết. Không biết bạn cần gì. Mình thấy là cái thông tin này sẽ không đến từ bên ngoài, mà vũ trụ sẽ đem thông tin đến cho bạn vào đúng lúc mà bạn cần. Bây giờ chưa phải lúc. Đấy. Chưa phải lúc mà bạn cứ tiếp tục tìm thì nó sẽ không ra. Đấy, nên là hãy chờ và bình tĩnh chờ, vui vẻ về cái việc chờ đợi. Đừng có cảm thấy có lỗi khi mà đang chờ, đấy. Vì lúc chưa có mà cứ đòi sẽ không ra đâu. Đấy, bình tĩnh thôi. Và rất có thể số đông đang đòi và họ cứ đi ấy, nhưng mà mình biết, mình bình tĩnh và mình chờ thôi. Rất nhiều lời nhắn ở cái việc là gia đình các kiểu nữa, Ten of Pentacles. Hài lòng với những thứ mà mình đang có trong cái tuần này. Mình nghe thấy là tuần này các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về tài chính đâu. Để mình xem là có bất kỳ một cái lời nhắn nào liên quan đến tài chính. Tài chính dành cho các bạn. Spirit, bất kỳ lời nhắn nào liên quan đến tài chính cho tuần tới. Tự nhiên mình được nhìn thấy Jupiter. Jupiter đang ở Bạch Dương ngay bây giờ. Jupiter ở Bạch Dương là mình nghĩ đến cái biểu tượng của Nike, Just Do It. Tại vì cái slogan của Nike được sáng tạo ra khi mà Jupiter đang ở Bạch Dương, tức là cái thời điểm như bây giờ này, Just Do It. Làm mình nghĩ đến cái tích, hình ảnh cái tích, tích xanh. Có bạn nào này, có bạn nào đấy trong tuần này đạt được tích xanh này, cái mình nghe thấy này, nếu như các bạn thật sự là người trên công chúng TikTok, YouTube, Facebook, tự nhiên mình được đưa đến những cái thứ như là mạng xã hội rất là nhiều, Just Do It. Mình nghe thấy là những cái thứ nó đang có hai hướng nhé. Bạn nào đạt được tích xanh nhé, chúc mừng nhé, đấy là cái mà mình nghe thấy, congratulations. Có một hướng là khi mà nghe đến mạng xã hội, nó là ở trên mạng xã hội mọi người sẽ nói những cái thứ mà đôi khi người ta không biết ạ. Vì chúng ta có thể ẩn danh được, không ai biết mình là ai, và chúng ta có thể thể hiện quan điểm bản thân mình một cách thoải mái. Đấy, just do it mà. Thế nên là sẽ có những cái quan điểm mà nó trái chiều, hoặc là có những cái quan điểm mà nó không đúng. Spirit, tại sao lại show cho mình cái này? Nên rất có thể nó là cái việc đừng như thế á, giống như mình nói đấy, đừng kiểu nói một cách quá vội hoặc là nói một cách không suy nghĩ ấy. Vì có vẻ như những cái thứ liên quan đến nói chuyện hoặc là hành động, đặc biệt liên quan đến suy nghĩ, trong cái tuần này mình thấy là các bạn cần phải chú trọng rất là nhiều. Đừng nói mà không nghĩ á. Đừng kiểu cứ thế là làm thôi á. Vì thực ra cái từ just do it ý nó là đừng như thế ấy, là cái cảm giác mà mình thấy. Và cái việc tích của cái hình ảnh biểu tượng đấy, nó cũng là cái việc tuần này sẽ có một thứ mà nó sẽ được đăng với các bạn. Có một thứ nó được đăng. Spirit, cái gì đăng vậy? À, ý tưởng à? Sẽ có một cái ý tưởng nào đấy mà nó đăng à, đến với cả các bạn. Nhưng mình thấy là nó đăng về cái việc không phải là bạn hành động đâu. Tức là ví dụ bạn có một cái project, tức là bạn có một cái dự án nào đấy, thì không phải là cái dự án đấy trong tuần này hoàn thiện, mà là cái ý tưởng cho dự án đấy tự nhiên trong tuần này sẽ có. Hiểu không? Nó sẽ đến về cái mặt suy nghĩ, năng lượng, chứ không phải là thật sự bạn làm xong một cái gì đấy đâu. Đấy. Thế nên cái khoảng thời gian không làm gì, nó chính là cái khoảng thời gian tự nhiên bạn đột phá với những cái suy nghĩ mới, và thế là nó giúp bạn giải quyết một cái vấn đề nào đấy á. Mình nghĩ là không chỉ riêng trong công việc đâu, nó có thể là trong cuộc sống á, ví dụ bạn vẫn luôn thắc mắc một cái vấn đề nào đấy chẳng hạn, hoặc là một cái gì đấy đang chữa lành một người nào đấy chẳng hạn, một mối quan hệ đi, và cái việc bạn ngừng thắc mắc về nó, bạn để cho mình có khoảng thời gian thoải mái, thì tự nhiên cái ý tưởng hoặc là cái câu trả lời sẽ đến với bạn á. Nhưng mình cảm giác những cái thứ liên quan đến sáng tạo hoặc những cái thứ liên quan đến ý tưởng rất là nhiều nhé. Bạn nào bị bế tắc về cái mặt ý tưởng ấy, đấy, vì mình có cảm giác là tuần này sẽ không không còn bị tắc về ý tưởng nữa,
sẽ có cái cách để resolve, tức là xử lý chúng nó tốt hơn á. Mình sẽ xem lời nhắn về tiền bạc. Vì thực ra mình nghe thấy là tiền bạc trong cái tuần này là cái thứ mà bạn không cần phải lo nữa cơ. Không cần phải lo về tiền bạc. Nghe là tất cả những cái thứ cơ bản nhất bạn cần, bạn sẽ đầy đủ hết. Mình thậm chí là còn nghe thấy là bạn sẽ có nhiều tiền hơn bình thường á. Không phải là tự nhiên bạn có rất nhiều tiền đâu, mà nó là bạn sẽ kiểu dư giả ấy. Tức là bình thường bạn không dám ăn ở một cái nhà hàng sang trọng thì tuần này có vẻ như là cái tuần bạn sẽ ăn này. Hoặc là có món đồ đồ đấy bạn thích mua thì tuần này bạn sẽ mua này. Tức là tự nhiên có cái hình ảnh là tiền nó rủng rỉnh nhiều hơn á. Đấy, và bạn có thể mua sắm thoải mái với nó, là cái cảm giác là mình thấy này. Vì một vài bạn trong này các bạn vừa trải qua một cái quá trình, hoặc là các bạn có cái sự lên cấp về cái cách mà mình nhìn nhận tiền bạc, về cái cách mà mình xem những cái thứ như là tiền bạc ấy. Khi mà bạn để tiền nó phục vụ cho mình rồi thì bạn sẽ không còn là nô lệ của đồng tiền nữa, nó thoải mái hơn đấy, là cái mà mình thấy với một vài bạn trong này. Nên tuần này bạn sẽ tận hưởng cái việc là rủng rỉnh trong túi tiền của mình chẳng hạn. Nhưng mà nó vẫn rình rập lấp ló ở đây, cái cảm giác lo lắng đấy, lo lắng là không chắc mình có làm được không, chứ không chắc mình có đủ tiền hay không. Vì thực ra có rất nhiều người ở đây đúng không? Không thể nào ai cũng có chung một cái lời nhắn được. Nhưng kể cả những cái bạn mà bạn đang lo về tiền thì mình cũng thấy là không cần phải lo. Bây giờ tuần này là cái tuần không cần phải lo lắng về tiền á. Giống như không cần phải pay bill này. Mình không nghe thấy là các bạn phải có một cái deadline gì đấy liên quan đến tiền cả. Tức là không cần phải trả tiền hàng tháng, không cần phải trả tiền thuê nhà trong tháng này. Thế là tự nhiên bạn thừa ra một khoản. Với một vài bạn mình nghe thấy là, nghĩa là kể cả check hết tất cả những cái checklist trong tháng ngày rồi, ví dụ tiền điện thoại, tiền nhà, tiền nước, tiền xe, các bạn vẫn thừa ra một khoản trong tuần này. Thế là các bạn được thoải mái tiêu với một vài bạn trong này đấy, vui vẻ với nó. Lời nhắn liên quan đến tiền bạc, mình nghe thấy là sẽ dùng tiền vào những cái thứ nó là niềm vui, chứ sẽ không còn là dùng tiền vào những cái thứ cơ bản trong cuộc sống nữa. Không còn là dùng để đi chợ, dùng để trả tiền nữa. Nó là dùng để mua niềm vui cho mình đấy, trong tuần này đấy. Hoặc rất có thể là lời nhắn cho các bạn đó là hãy mua một ít niềm vui trong tuần này. Mua hoa về cắm này, mua đồ về nấu món ăn rất là ngon, hoặc là làm những cái thứ mà mình thích. Đấy là cái cảm giác mà mình thấy. Và chúng ta có temperance. Và với temperance đó chính là cái việc mà cân bằng đúng không? Với mình nó ngược ấy, đó chính là indulgence một chút. Tức là hãy chiều chuộng bản thân mình một chút, không cần phải lúc nào cũng cân bằng đâu. Vì đôi khi lệch lạc đi một tí cũng vui mà. Đấy là cái cảm giác mình thấy nhất. Tuần này giống như kiểu bạn có một cú đẩy của Spirit Guide, đó là hư một chút hoặc là nuông chiều bản thân mình một chút. Và bên dưới chúng ta có Six of Cups nữa. Six of Cups, cái cảm giác mà không cần phải ở bên cạnh những cái thứ mà nó quá là quen thuộc đâu. Vì bạn đã quen thuộc với cái việc chắt bóp rồi thì giờ tuần này hãy thoải mái một chút á. Mình xem có bất kỳ lời nhắn nào Spirit chung chung dành cho các bạn không? Có gì đang xảy ra với cả thế giới xung quanh? Thực ra mình là một người chỉ sống trong thế giới của mình thôi nhá. Mình không biết một tí gì liên quan đến tin tức xã hội hay là thế giới như thế nào cả. Một ít nếu như mà có người nói chuyện với mình, hay là kể cả đất nước chúng ta nhá, kinh tế các kiểu. Thế cho nên là showbiz cũng thế. Cho nên nếu như mà mình có nói một cái gì liên quan đến những cái thứ mà thế giới bên ngoài thì chắc chắn không phải là mình đọc được đâu. Mình đảm bảo đấy. Vì mình không biết những cái thứ đấy đâu. Mình chỉ làm cái ngành của mình và chỉ sống trong cái thế giới của riêng mình thôi. Bất kỳ điều gì mà các bạn cần phải chú ý trong tuần này hay không? Tuy nhiên mình cảm giác cái tuần này giống như kiểu cái tuần được nghỉ ngơi với xả stress nói chung vậy. Hoặc kể cả các bạn vẫn có việc phải làm thì mình nghe thấy là các bạn sẽ làm việc với cả cái dòng chảy nó nhẹ nhàng ấy. Hoặc là các bạn trôi theo dòng nhiều hơn, chứ không còn là cảm giác bị đuổi theo nữa. Vì mình nghe thấy là không còn bị đuổi nữa ấy, mà mọi thứ nó sẽ đâu ra đấy, sẽ theo dòng. Và bạn có cảm giác là may mắn hơn ấy, cũng là cái mà mình thấy có cái cảm giác may mắn hơn. Tin nhắn nào mà các bạn cần nghe hay không? Mình bắt đầu cảm giác có những cái tin nhắn đó là số đông mọi người đều đang cảm giác sợ hãi hoặc lo âu ấy. Tức là nhìn chung mình không nói là các bạn ở đây nhá, mà là thế giới và xã hội của chúng ta nó có rất là nhiều những cái sợ hãi và lo âu. Và mình nghe thấy là
Nếu như mà bạn cứ bị hòa cùng với cả thế giới thì bạn cũng sẽ bị sợ hãi và lo âu luôn. Tại vì tất cả chúng ta kết nối với nhau mà, thì bạn có thể pick được cái năng lượng của những cái người mà họ cũng đang lo âu. Đặc biệt những người xung quanh bạn hoặc kể cả bạn chỉ ở trong nhà thôi nhé, thì chắc chắn là bạn vẫn có thể kết nối năng lượng được với ai đấy. Đấy, thì mình có cảm giác là nếu như mà có thể retreat bản thân mình lại á, tách biệt một chút, thì bạn sẽ không bị lo lắng giống như bên ngoài. Vì mình cảm giác là mọi người bạn sẽ nhìn thấy mọi người rất là lo lắng ấy, thế nhưng bạn phần nào tự nhiên lại có một cái nhìn nó kiểu tỉnh táo hơn. Mình cũng nghe thấy là bạn sẽ có cái xu hướng đi ngược lại với cả số đông, hoặc là đi ngược lại với cả những cái người xung quanh bạn chẳng hạn, bạn bè của bạn đấy, hoặc là bạn có một cái lối suy nghĩ khác. Thì đấy là cái là nhà mình thấy nhiều nhất trong cái trải bài này nhá, đó là bạn sẽ có một cái gì đấy suy nghĩ khác đi, hoặc là một cái hướng đi khác đi á. Và spirit guide của bạn nói là ok, không sao cả, đấy là chuyện bình thường. Thoải mái với nó thôi. Xem còn lời nhắn nào nữa không. Vì mình cứ có cảm giác là thực ra có rất nhiều thứ để làm, nhưng mà nó vẫn đang ở đấy chờ. Cũng là cái mình nghe thấy, nó vẫn đang ở đấy chờ, không cần phải vội quá. Vì thực ra chúng ta đang có rất nhiều hành tinh nghịch hành ở thời điểm hiện tại, nên là mình cảm thấy không có thứ mới đâu. Chỉ có những cái thứ mà nó vẫn đang ở trong cuộc sống của bạn. Một vài bạn nhé, nếu như có những cái vấn đề nào đấy nó cứ quanh đi quẩn lại có một người nào đấy, hoặc là mãi chưa chữa lành xong cái thứ đấy rồi thì mãi vẫn có cảm giác khó chịu với cái thứ đấy, thì nó là cả một hành trình á, nó là cả một quá trình. Nên là cái việc thời gian này nó quay trở lại là bình thường, không cần phải lo lắng với nó quá đâu, vì tất cả mọi người đều gặp cái thứ đấy mà. Rồi nó sẽ hết. Mình nghe thấy thế, rồi nó sẽ hết. Bạn nào có tự hỏi là liệu mình có quên được cái thứ này không, đến bao giờ nó mới hết ấy, thì mình thấy gai của các bạn bảo là có, sẽ hết. Bình tĩnh. Còn gì nữa không? Vì giờ là cái lúc mà có nhiều thứ nó quay lại mà. Để mình xem có bất kỳ lời khuyên nào dành cho tuần mới cho các bạn không nhá. Mình cũng chẳng biết là cái trải bài này nó dài bao lâu nữa. Lời khuyên dành cho tuần mới, Spirit, có bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn trong tuần mới này không? The Sun. Với The Sun thì nó là cái cảm giác tỏa sáng từ bên trong ấy, hoặc là nó đang kiểu chui ở bên trong rất là nhiều vì The Sun ngược mà. Đấy. Nên nó là các bạn sẽ có một cái niềm vui, và các bạn có những cái thứ chỉ bạn mới hiểu thôi. Và không cần thiết phải chia sẻ với ai đâu. Nếu như mà không ai hiểu thì thực ra bạn cũng không cần phải chia sẻ với bất kỳ ai đâu ấy mà. Đấy, đấy là cái mình nghe thấy, không cần phải chia sẻ với ai đâu. Tự bạn hiểu, tự bạn vui là được rồi. Chỉ những cái bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn trong tuần tới không? Mình reset camera. Trong cộng đồng của bạn hoặc là trong thế giới xung quanh bạn thôi, có những cái thứ mà mình thấy là chỉ bạn mới hiểu và chỉ bạn mới nghĩ ra được á, vì mình thấy là bạn rất là vui vẻ với nó ấy. Bạn không cần phải, không có cái nhu cầu chia sẻ với ai nữa rồi. Đấy. Bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn trong trong tuần tới, bất kỳ lời khuyên nào nào, có bất kỳ một cái guidance nào không, có gì các bạn cần chú ý, Spirit cần chú ý không? Chúng ta có chút bị thâu, trời ơi. Đây là lúc có một cái sự thật nào đấy được mở ra rồi á. Tuần này là cái tuần có sự thật đó. Nên nếu như không phải là, nhưng mình nghĩ sự thật này sẽ đến từ phía, tức là từ bạn hiểu ra. Mình không thấy là sẽ có một người nào đấy bị vạch trần. Không phải là một người nổi tiếng, hoặc là không phải có một ai đấy bạn quen bị vạch trần là họ đang nói dối cái gì đâu. Mà mình thấy là bạn hiểu ra cái sự thật đằng sau cái người đấy là gì, sự thật đằng sau cái sự việc đấy là gì. Đấy. Và với số 14 ở trên này đưa mình với cả Temperance nữa, cái lá bài vừa rồi mình thấy. Nên nó là sau khi biết được cái sự thật này, bạn sẽ có lại được cái sự cân bằng, hoặc là bạn sẽ đi đúng hướng, bạn sẽ lại quay lại đúng với cả cái hướng đi của mình. Vì trước đấy có vẻ như vì không đủ sự thật, hoặc là vì vẫn đi theo cái người đấy, vì vẫn đi theo cái hướng đấy, phần nào bạn bị lệch đường ray á. Thế cho nên là
tuần này bạn mới cần phải phanh lại là vì như thế, phanh lại để review lại, để quay lại với đúng hướng hơn. Đấy lý do tại sao vừa rồi mình nhìn thấy hình ảnh cái xe nó phanh xong nó bị quay lại ấy. Ở đây chúng ta có to be fair nữa, về số 11, justice, tất cả những cái thứ liên quan, tất cả những cái thứ liên quan đến cái việc công bằng và cái việc sự thật á. Mình nghe thấy là sự thật thì chỉ có một mà thôi, thì có vẻ như tầm tuần này các bạn sẽ biết được mọi thứ là như thế nào, sự thật đó là gì. Ở đây số 38 mà, cộng 11 là justice. Justice là thiên bình nữa. Có lẽ là khi mà đến với thiên bình thì mọi thứ nó đều có cái xu hướng công bằng và nó rõ ràng á. Nó sẽ không còn nhìn mọi thứ hoặc là bị những cái drama, bị những cái ảo ảnh nó làm cho mình bị che mắt nữa. À, mình nghe thấy là vì mình đang xem lời khuyên ấy, thì tức là tuần này nếu như mà biết được cái thứ gì thì hãy tin vào nó, vì chắc chắn nó là thật. Bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn đang ở đây không? Bất kỳ lời khuyên nào cuối cùng? Chúng ta có higher power, một cái quyền năng lớn hơn. Cái việc các bạn hiểu ra được cái thứ này, thực ra nó là nhờ các bạn gần với cả higher self của mình nhiều hơn á. Thế nên là bạn mới hiểu ra được cái thứ đấy, hoặc là bạn mới có được cái câu trả lời cho cái thứ đấy chẳng hạn. Có một cái câu trả lời, hoặc kể cả bạn không làm việc cho ai nhé, bạn đang follow một người nào đấy thôi ấy, thì cũng là chưa chắc người đấy đã đúng đâu á. Đấy là cái tin nhắn mình thấy nhiều nhất ấy. Cái sự thật nó sẽ đến từ bên trong bạn, và bạn sẽ rất là vui vẻ khi mà tự mình tìm ra được cái sự thật đấy. Bạn không cần phải đi theo ai nữa, mà tự bạn sẽ là leader, tự bạn sẽ chủ động trên cái hành trình của mình. Đấy, nghĩa tự bạn có thể đưa ra phán xét, tự bạn có thể nhìn ra được cái vấn đề đó là cái gì á trong cái tuần này. Lời khuyên nào dành cho các bạn đang ở đây không, Spirit? Bất kỳ lời khuyên nào? Mình cứ có cái cảm giác là từ trước đến giờ vẫn luôn thần tượng một ai đấy, hoặc là vẫn luôn nhìn theo ai đấy chẳng hạn. Thế nhưng cái người bạn đang thần tượng đấy, họ cũng đang thần tượng người khác, và họ cũng đang bắt chước người khác. Nên không cần phải đặt bất kỳ ai lên trên cả, không cần phải thần tượng bất kỳ ai cả, vì họ cũng như bạn. Cũng không có gì sai với việc bắt chước cả, vì tất cả chúng ta đều lấy thông tin từ nguồn hoặc là từ thế giới năng lượng hết. Nó chỉ là một dạng chia sẻ thông tin thôi. Họ nghe được, bạn cũng nghe được. Vì mình có cảm giác là bạn với cả cái người bạn đang tôn thờ đấy là ngang nhau. Họ cũng có thể mắc lỗi được. Đấy, cái thứ họ làm được bạn cũng làm được, và họ không có gì hơn bạn cả. Nhưng không phải theo ý xấu nhá. Ý là nó là cái sự bình đẳng ấy, không phải theo cái sự, không phải theo ý xấu đâu. Tất cả mọi thứ là bình đẳng, là ngang nhau. Và mình nghe thấy là kể cả bạn biết được cái sự thật này, hoặc là bạn có được cái câu trả lời cho mình, bạn cũng sẽ không khinh thường người kia, hoặc là bạn cũng sẽ không nhìn người kia với cả cái ánh mắt nó bị thấp đi ấy. Chỉ đơn giản là bạn hiểu mọi thứ là cái gì thôi. Bất kỳ lời khuyên nào cho các bạn trong tuần này? Bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn trong tuần này? Nhưng mà nhìn chung trong tuần này mình cảm giác là tập trung khá nhiều vào những thứ như là công việc và những thứ xung quanh ấy, tình yêu hay là niềm vui với đam mê, thì mình nghe thấy là rất nhiều cái sự tận hưởng. Tự nhiên mình được đưa đến sacral chakra nữa, luân xa bụng dưới, là cái luân xa liên quan đến đó, cái sự sáng tạo, những cái đam mê, những cái nhiệt huyết và cảm xúc. Thì mình cảm giác là bạn sẽ có khả năng thấu hiểu và liên quan đến với nhiều người hơn. Một vài bạn, các bạn làm shadow reader hoặc là các bạn thật sự làm trong những cái lĩnh vực huyền học tâm linh, mình nghe thấy là cái trải bài của bạn sẽ đúng hơn đấy, sẽ có nhiều người resonate với cả trải bài của bạn nhiều hơn này. Hoặc là bạn là người của công chúng thì khi bạn lên tiếng sẽ có nhiều người lắng nghe bạn hơn, tại vì họ hiểu những gì bạn đang nói, hoặc là bạn nói trùng ý người ta. Hoặc kể cả là bạn không làm những cái này thì bạn cũng hiểu ý được những cái người xung quanh á, vì mình nghe thấy cái đấy ở đây nhá, sẽ kiểu đúng với nhiều người hơn. Hoặc chỉ đơn giản bạn là một người bình thường, mình nghe thấy là bạn xem những cái trải bài á, bạn cũng thấy resonate nhiều hơn, tức là bạn cũng thấy những cái trải bài đấy đúng nhiều hơn. Tức là chung chung tất cả mọi người đều có cái việc kết nối với nhau một cách tốt hơn trong cái tuần này. Đấy,
Nên là một tuần nở hoa cho những cái thứ liên quan đến các mối quan hệ, và nở hoa với những cái thứ liên quan đến sáng tạo nữa, vì tự nhiên mình nhìn thấy hình ảnh cái bông hoa mà nó kiểu nở rộ ra, nên nó là tranh thủ sáng tạo. Đó là lý do tại sao vừa rồi mình nói là sẽ có ý tưởng về với bạn á. Đấy, là một tuần của tình yêu, không phải một tuần của công việc á. Lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn nào trong tuần này, lời khuyên cuối cùng cho các bạn trong tuần này, mình có thể là tuần này nếu như ai làm việc hoặc là ai cái từ surrender đấy là cái từ mình thấy. Thứ nhất là mình nghe thấy là ai làm việc hoặc là ai hành động dựa trên những cái thứ như là tình cảm hoặc là rất là cẩn thận cân nhắc trước khi hành động thì mọi thứ sẽ rất là tốt đẹp. Bạn sẽ cảm giác là mọi thứ nó rất là trôi chảy, mọi thứ nó rất là hài hòa, bạn cảm thấy nó rất là flow. Và người khác cũng thế. Còn nếu như ai đấy hành động mà toan tính hoặc là phân tích nhiều quá, đấy, nghĩ được mất nhiều quá thì sẽ bị khó khăn hơn và họ sẽ bị lo lắng với lo âu với bất an về cái việc mình nói đấy. Họ sẽ bị lo âu bất an nhiều hơn, người cứ bị tính toán nhiều quá thì sẽ bị bất an. Số 48 Sky Dancer cùng với cả cái từ surrender tức là đầu hàng buông bỏ, hình ảnh này là mình nghĩ đến con chuồn chuồn. Và chuồn chuồn là mình nghe thấy những cái thứ nó cao hơn, giống như spirit guide, giống như kiểu có người đang bảo vệ bạn á. Thế nên cái việc phải phanh lại trong tuần này nó là một sự bảo vệ. Hiểu không? Đôi khi cái việc phải chậm lại á nó chính là một sự bảo vệ đấy. Tại vì đi nhanh quá rất có thể sẽ bị đâm. Thế nên bạn mới phải chậm lại. Thế nên nếu như có cái gì đấy khiến bạn phải dừng lại một chút thì hãy hiểu là nó là để chuẩn bị bạn hoặc để bảo vệ bạn trước những cái thứ mà bạn không biết. Kiểu thế. Chúng ta có divine feminine, năng lượng nữ tính. Thấy chưa? Tất cả những cái thứ liên quan đến năng lượng nữ tính rồi thì đầu hàng. Tháng này nhầm, tuần này không phải là cái tuần hành động á. Đấy. Nó đều là cái cảm giác nhìn vào bên trong và thoải mái với cả những cái thứ mà mình có. Số 48 cộng lại 12 là mình nghĩ đến hangman. Giờ hangman đó chính là cái cảm giác mọi thứ chưa rõ ràng mà. Bạn chỉ có thể biết được đến đây thôi. Bạn chỉ có thể làm được đến thế thôi. Bạn làm đủ rồi, giờ là lúc vũ trụ sẽ làm. Lời khuyên dành cho các bạn. Mình cảm giác thoải mái, khá là thoải mái trong tuần này thôi. Chill chill thôi. Và cuối cùng chúng ta có số 17 cùng với cả intentionally với hình ảnh mũi kim. Bên dưới chúng ta có joyful này, cái việc creative này, những thứ mình vừa nói đấy, tất cả những cái gì liên quan đến sáng tạo, tất cả những cái thứ liên quan đến cái sự vui vẻ, liên quan đến đam mê này. Inspiration, tuần này là cái tuần mà nếu như mà làm sáng tạo, làm những cái thứ đam mê nó rất là phù hợp này. Đấy, tranh thủ là đẩy mình vào những thứ đam mê, đừng đẩy vào những cái thứ tính toán. Đó, nó sẽ hướng khác. Và với cái số 17 cùng với cả hình ảnh cái kim này, mình nghe thấy là nó là cái việc set intention hoặc là đặt ý á. Nếu như muốn một cái gì thì bạn có thể đặt ý với nó. Và hãy hiểu là kể cả trong cái lúc bạn nghĩ là không có gì đang được thực hiện cả thì thực ra ở đằng sau nó vẫn đang được thực hiện. Hiểu không? Vì ở đây chúng ta có mấy cái lá bài, nó đều liên quan đến cái việc là cái từ cosmic womb ở đây, tức là tất cả chúng ta đều thuộc cùng một cái vũ trụ này mà, và tất cả mọi thứ nó đều đang được vận hành bởi một cái luật nhất định. Và kể cả khi bạn nghĩ là mọi thứ nó đang không được thực hiện thì thực ra ở đằng sau về cái mặt năng lượng nó vẫn đang trong cái quá trình process, nó vẫn đang trong cái quá trình tiến hành. Và cái việc bạn cần làm bây giờ là surrender, là đầu hàng. Tại vì trong khi chúng nó đang tiến hành và đang process, nếu như bạn nhúc nhích và nếu như bạn thay đổi cái mục tiêu của mình, nó sẽ khiến cho cái quá trình đấy lại phải đi lại từ đầu, lại phải process lại từ đầu, nó sẽ rất là lâu. Giống như
bạn tải một cái file nào đấy về chẳng hạn, thế nhưng nó tải được 70% rồi, bạn lại nghĩ là bạn lại không biết là nó có tải tiếp hay không, và thấy là bạn ấn cancel thì nó sẽ bị phí mất và bạn lại phải tải lại một cái file mới. Trong khi nếu như bạn để mặc kệ thì nó vẫn sẽ tải tiếp được á, và cái việc bạn cần làm đó là chờ thôi. Đấy là cái cảm giác mà mình thấy. Đừng can thiệp vào khi mà nó đang tải cái file đấy, hoặc khi mà nó đang vận hành cái thứ đấy. Hãy để nó vận hành xong đã, và khi mà nó vận hành xong thì bạn có thể tiếp tục đặt một cái ý tưởng mới và làm cái việc mới được. Vì đấy, giống như mình nói, những thứ bạn đang muốn nó đang trong cái quá trình vận hành trong tuần này, và trong cái lúc chờ nó vận hành thì hãy đi ra ngoài chơi. Giống như tự nhiên mình nghĩ hình ảnh mình lấy ví dụ của mình thôi. Đôi khi mình up một cái clip lên trên mạng chẳng hạn, thì trong cái lúc mình chờ nó ấy, thì mình hay kiểu tập thể dục, mình hay làm những cái việc khác, và hãy yên tâm là chắc chắn nó sẽ up được. Mình không cần lúc nào cũng phải nhìn xem là nó có lên hay không ấy, vì chắc chắn nó sẽ lên. Thì trong lúc đấy mình có thể thoải mái làm những cái việc khác. Thì mình cũng thấy thế, giống như kiểu nghỉ giải lao giữa hai hiệp vậy. Đấy, thì các bạn có thể thoải mái làm những cái việc khác trong cái tuần này, thoải mái với nó thôi, không có bất kỳ một cái gì phải lo lắng cả. Vì bạn nghỉ giải lao mà, xong rồi bạn sẽ lại quay trở lại với hiệp 2, bạn sẽ lại bắt đầu chiến đấu tiếp. Đấy, thì giống như kiểu bạn có một cái break trong cái tuần này vậy. Thoải mái với nó, have fun với nó, hãy vui vẻ với cả những cái đam mê, hãy vui vẻ với cả với một vài bạn, đó là thêm một ít tiền trong tuần này để bạn có thể ăn uống một cái gì đấy này, hoặc là vui vẻ với cả cái người bạn đang có bây giờ, hoặc là một cái người mới đến. Thoải mái, have fun, let's lose thôi. Đấy, đừng vội quá, và hãy tin tưởng vào cái trực giác của bạn nữa. Và đấy là những cái tin nhắn mình thấy cho các bạn trong tuần này. Vì thực ra lần đầu tiên mình làm một cái trải bài cho tuần á, và nó có rất là nhiều những cái tin nhắn nó hỗn loạn. Nhưng mình hy vọng là nếu như bạn cần nghe một cái gì đấy thì bạn đã có rồi. Và đừng quên comment bên dưới nếu như bạn thấy nó resonate với bạn nhé. Hãy like, subscribe và hãy chia sẻ xem là bạn có thích những cái trải bài mỗi tuần như thế này hay không nhé. Ngoài ra là nếu như bạn muốn thì bạn có thể donate cho kênh của mình, vì thực ra mình làm tất cả mọi thứ một cách free mà. Đấy, nên hãy thoải mái thôi nếu như bạn thật sự thích. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye.